Sau đây kính mời ban tổ chức tặng hoa và bắt tay hai đội trước khi vào thi đấu. Đây thì khán giả cho một tràng vỗ tay. Rất vinh dự hôm nay mình mời tặng hoa quê hương Liên Phương chúng tôi được đón hai đội từ một đi rất xa. Với bản thân tôi là một người mời hai đội về thì tôi và ban tổ chức thì rất trân trọng cảm ơn hai đội không ngại buồn giá xa xôi để về giao lưu với quê hương chúng tôi. Hy vọng 30 tháng 4 này chúng tôi sẽ bố trí thêm hai sân nữa và 30 tháng 4 này nó sẽ có thêm đội Hà Nam, đội Kim Vận và đội Hải Phòng sẽ đã nhận lời và về thi đấu chúng ta. Thì hôm nay chúng ta nhân dịp chúng ta sẽ chuẩn bị tí hơn. Hôm nay thì do ngày 10 tháng 3 một số cầu thủ là quá chén chưa anh nên hiện giờ chưa xuất hiện được, mong các bạn thông cảm. Vâng, sau đây hai đội trưởng làm việc với trọng tài để nhận sân. Đề nghị các cháu ngồi im nhá, không các cô đánh bóng chẳng ngã đấy. Tuổi đời của đội Văn Thi rất trẻ, kể cả nam và nữ. Nên tôi đội Liên Phương chúng ta cố gắng. Sáu, bốn,
Thank you.
ลามาเถอะโอ้ยเรื่องอะไรเนี่ยที่เราไปไปที่จะพูดตัวนายนะก็ตามก็พูดเหมือนก็เตียนชายนะโอเค